ba cây cầu Asia, cầu Asia 500 kg luôn nhíp đã cắt ngắn sẵn luôn, ngang nó khoảng 80 mấy 90 vậy. Một cây, hai cây, ba cây phía kia, hai cây mất tam bua rồi. Cùi dẻ này chắc là đẹp rồi, dần nhíp, dần nhíp đủ luôn, cả ba cây nhíp đủ hết. Bên kia đủ khẳng đăng, cây giữa không có khẳng đăng, hai cây bìa có khẳng đăng. Cái bìa phía kia thì còn tam bua đủ. Mới thì bên hôm trước có hỏi giá thì ba cây này là mỗi một cây là 1,5 triệu với điều kiện lấy hết á, cũng được hết chứ. Xìa 500 kg đây, rất ngắn sẵn. Anh em chế độ xe công nông nho nhỏ thì mấy cầu xe này hợp lý đó. Lắp bánh 512 vừa hết.